Xin chào cô và các bạn. Sau đây em xin được trình bày về ứng dụng di truyền học. Ứng dụng di truyền học trong phương pháp chọn giống vật nuôi và cây trồng thì trong đó có 4 ý, như là ưu thế lai, phương pháp đột biến, công nghệ tế bào và cuối cùng là công nghệ gen. Đầu tiên là mình cùng tìm hiểu về ưu thế lai. Về khái niệm, ưu thế lai là hiện tượng con lai có các đặc điểm sinh thái, sinh lý vượt trội so với đời bố mẹ của nó, ví dụ như là về sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển, thì ưu thế lai sẽ đạt được cao nhất ở đời F1 và sẽ giảm dần qua các thế hệ. Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai là dựa trên giả thuyết siêu trội. Giả thuyết siêu trội đề cập đến là ở trạng thái dị hợp tử nhiều cặp gen khác nhau thì con lai nó sẽ có kiểu hình vượt trội so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp hơn. Ví dụ như là ở đời con có 3 cặp gen ở trạng thái dị hợp, nó sẽ vượt trội hơn là ở đời có 2 cặp gen dị hợp, vượt trội hơn ở đời có 1 cặp gen dị hợp. Đến với các bước tạo ưu thế lai có 3 bước, có 2 bước. Bước 1 là tạo dòng hồng chủng có các kiểu gen khác nhau. Có các cách tạo dòng hồng chủng như là cho tự thụ hoặc là giao phối gần, đa bội hóa giao tử hoặc là sử dụng co-cysin trong nguyên phân của tế bào sinh dưỡng. Bước thứ 2 là lai các dòng hồng chủng tương phản với nhau, sau đó sẽ tạo ra được con lai F1 mang các cặp gen dị hợp tử. Về thành tựu, ở Việt Nam có lúa cao sản, bò sữa Việt Nam. Ưu điểm của ưu thế lai đó chính là tạo ra con lai cho năng suất cao, nhờ đó mà kinh tế cao. Nhược điểm là con lai không được sử dụng làm giống, chỉ sử dụng làm sản phẩm. Thứ hai là tốn thời gian kinh tế để tạo dòng hồng. Đây là ví dụ về ưu thế lai. Ở đây là bố, cây cà chua có quả nhiều nhưng mà nhỏ. Đây là mẹ, quả ít mà to, thì sẽ tạo ra con lai F1 có ưu thế cao, đó chính là quả vừa nhiều vừa to. Tiếp theo là cùng tìm hiểu về phương pháp lai đột biến. Phương pháp lai đột biến gồm có 3 bước. Một là xử lý mẫu bằng tác nhân gây đột biến. Tác nhân gây đột biến ở đây có 3 tác nhân, đó chính là tác nhân lý học, tác nhân hóa học và tác nhân sinh học. Bước thứ 2 đó chính là chọn lọc cá thể mang đột biến mình mong muốn. Bước thứ 3 là sẽ tạo dòng hồng. Đối tượng chủ yếu cho phương pháp gây đột biến đó chính là vi sinh vật và một số thực vật. Ứng dụng của phương pháp đột biến đó chính là tạo giống 3N bất thụ. Giống 3N bất thụ này không hề dẫn đến nó sẽ không sinh sản, do đó nó sẽ tập trung các nguồn năng lượng để phát triển tế bào sinh dưỡng, dẫn đến là làm cho tăng năng suất. Ví dụ như là củ cải đường, chuối, nho, các thực vật không lấy hạt. Đây là sơ đồ tạo cây 3N từ tế bào 2N sử dụng co-cysin trong nguyên phân sẽ tạo ra được tế bào 4N. Thì cây mang 4N sẽ lai với cây 2N. Cây 4N sẽ cho ra giao tử 2N, cây 2N cho ra giao tử N. Sự kết hợp của hai giao tử này sẽ tạo ra được cây có kiểu gen là 3N. Đây là ví dụ về dưa hấu 3N không hạt. Ví dụ về chuối 3N không hạt. Tiếp theo là đến phần công nghệ tế bào. Công nghệ tế bào thì chia hai phần: công nghệ tế bào đối với thực vật và công nghệ tế bào đối với động vật. Đối với thực vật gồm có 3 phương pháp. Phương pháp đầu tiên là nuôi cấy mô hoặc là tế bào. Trong phương pháp này, phương pháp tương đương truyền thống đó chính là dâm cành, chiết cành. Đây là hình ảnh biểu tượng cho dâm cành. Phương pháp tiếp theo đó chính là lai tế bào sinh dưỡng soma, hay còn gọi là dung hợp tế bào trần. Thì phương pháp tương đương cổ điển của nó chính là lai xa và đa bội hóa.
Phương pháp thứ ba đó chính là nuôi cấy hạt phấn hoặc là noãn đơn bội. Đây là cái hình ảnh cho nuôi cấy hạt phấn của nó. Tiếp theo là về động vật. Động vật gồm có hai phương pháp, đó chính là nhân bản vô tính và cấy truyền phôi. Nhân bản vô tính thành tựu nổi bật nhất đó chính là tạo ra cừu Dolly. Đây là cái sơ đồ để tạo ra cừu Dolly. Cừu Dolly có ba bà mẹ. Đầu tiên là một cừu cái cho tế bào tuyến vú, một cừu cái cho tế bào trứng. Thì kết hợp của tế bào tuyến vú và tế bào trứng sẽ tạo ra nhân tử tế bào tuyến vú. Từ đây, nhân tử tế bào tuyến vú sẽ nguyên phân nhiều lần tạo ra phôi. Sau đó phôi sẽ được chuyển sang cừu cái thứ ba, mang thai và sinh ra cừu con là cừu Dolly. Phương pháp cấy truyền phôi. Phương pháp cấy truyền phôi là sau khi được thụ tinh thì hợp tử phát triển nguyên phân thành phôi. Sau đó phôi này sẽ được chia cắt thành các phôi nhỏ. Các phôi nhỏ này sẽ được gửi cho các bà mẹ khác mang thai và sinh ra các con. Đây là một ví dụ về ứng dụng của công nghệ tế bào. Phương pháp hiện đại thì ứng dụng công nghệ tế bào từ tế bào gốc phôi như là tế bào rốn thì sẽ nuôi cấy tạo ra các bộ phận cơ thể. Ví dụ như đây là một tế bào gốc sinh ra được tế bào máu, gan, tế bào neuron thần kinh, tế bào ruột và tim. Tiếp theo là đến công nghệ gen. Khái niệm công nghệ gen là một quy trình tạo những tế bào có gen bị biến đổi hoặc có gen mới. Nguyên liệu của nó là còn có gen cần chuyển, thể truyền và enzyme. Các cách tiến hành đó chính là đầu tiên là tạo ADN tái tổ hợp. Để tạo ADN tái tổ hợp, đầu tiên là cắt thể truyền và gen cần chuyển bằng enzyme registase. Sau đó nối thể truyền và gen cần chuyển bằng enzyme ligase thì mình sẽ tạo ra được ADN tái tổ hợp mang cái gen mình mong muốn. Thứ hai là đưa ADN tái tổ hợp đó vào tế bào nhận bằng các phương pháp biến nạp và tải nạp. Thứ ba là phân lập dòng tế bào. Ứng dụng của công nghệ gen đó chính là tạo ra các vi sinh vật biến đổi gen. Này có 3 cách. Đầu tiên là mình sẽ bước cách 1 là đưa thêm một gen lạ vào hệ gen. Tạo ví dụ như là gạo vàng chứa gen tổng hợp beta carotene, tiền chất vitamin A từ hoa thủy tiên hoặc là từ ngô. Cách thứ hai là làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen. Ví dụ như là bông vải chứa gen kháng sâu từ ví dụ như là ngô có gen tạo diệp lục biến đổi không gắn với thuốc diệt cỏ, giúp cho ngô có thể kháng thuốc diệt cỏ. Cách thứ ba là loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. Ví dụ như là cà chua vốn là có gen làm chín quả thì gen này sẽ bị bất hoạt, dẫn đến là giúp cho trên con đường vận chuyển bảo quản cà chua được lâu. Đây là sơ đồ về tạo ADN tái tổ hợp từ một plasmid ban đầu còn gọi là thể truyền và một ADN tế bào cho chứa đoạn ADN mong muốn. Sử dụng enzyme registase để cắt sẽ lộ ra được một cái đoạn nucleotide tương ứng giữa thể truyền và ADN tế bào cho. Sau đó nhờ enzyme nối ligase để nối thể truyền và enzyme cần chuyển lại với nhau tạo thành ADN tái tổ hợp. Sau đó chuyển ADN tái tổ hợp đến tế bào nhận bằng cách là dùng xung điện hoặc là CRC để làm giãn cái màng của tế bào nhận. Đây là hình ảnh của ADN tái tổ hợp và ADN của tế bào nhận.